Vâng, âm thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê nhạc trên khắp mọi miền tổ quốc thân mến. Vâng, tại thời điểm này cũng là 4 giờ chiều, cửa hàng âm thanh Hạnh rất vinh dự được chào đón chú Lương Văn Giang, chú đến từ Lương Cao Giang. Vâng, chú đến từ 293 đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang. Chú về cửa hàng âm thanh Hạnh trong buổi chiều ngày hôm nay. Chú lựa chọn được một sản phẩm bên cửa hàng cung cấp là một chiếc đài sáp mang mã số 3 con 7. Chiếc đài này mới về cửa hàng trong buổi tối ngày hôm kia, và tại thời điểm này thì chính thức sản phẩm cũng đã có chủ rồi nhé. Và hiện tại bên cửa hàng thì còn một chiếc nữa, và những ngày tới tiếp tục vẫn cập bến những chiếc đài sáp mang mã số 3 con 7 về với cửa hàng. Đây là những sản phẩm hàng hot được cửa hàng sưu tầm và để phục vụ theo nhu cầu đam mê của quý khách hàng trên khắp mọi miền tổ quốc. Và cửa hàng xin lỗi những vị khách hàng trong sáng ngày hôm nay đặt hàng nhé, em thì rất là mệt mỏi, ho không khỏi được, nên là những sản phẩm của những vị khách hàng em chưa làm clip thông báo những sản phẩm rời khỏi cửa hàng được. Và trong buổi sáng ngày hôm nay có tranh thủ là một clip đăng 4 chiếc máy lọc khí buồm đời 2019 về với cửa hàng, thì quý khách hàng rất là nhanh tay. Khi clip đăng tải lên chỉ vào 25 phút thôi, 4 chiếc cũng đã có chủ hết. Và quý khách hàng còn chốt âm sang những sản phẩm đang về trên đường của âm thanh Nữ Hạnh cơ. Vâng, hiện tại thì cửa hàng đang về 2 chiếc máy 90 nữa, và có 2 chiếc máy to hơn thì cửa hàng cũng đã được chốt thêm 2 chiếc đang về trên đường. Vâng, những vị khách hàng thì cũng toàn là những vị khách hàng quen thuộc và cũng đã từng mua rất nhiều những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp rồi. Thì các bác cũng quan tâm và theo dõi ủng hộ kênh của âm thanh Nữ Hạnh rất nhiều. Và cửa hàng cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả những vị khách hàng của âm thanh Nữ Hạnh và tất cả những vị khách hàng đang và từng theo dõi kênh của âm thanh Nữ Hạnh nhé. Và hiện tại cửa hàng đang có một đoàn khách. Rồi, xong rồi. Anh ra đấy ạ. Anh tặng chú 2 chiếc đĩa chưa? Rồi, trong đây ạ. Vâng, chú thì mua rất là nhanh chóng khi chiếc đài cũng đã được cuốn gói và chú cũng vận chuyển ra xe đây rồi. Cửa hàng xin gửi lời cảm ơn chú Lương Cao Giang rất nhiều. Vâng, và cửa hàng xin thông báo cho quý khách hàng ngày hôm nay cửa hàng về một cặp loa JBL có modem 4344. Với vẻ đẹp của cặp loa này thì cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh đang đánh giá cặp loa đẹp 99%, đẹp 99%, thiếu nguyên thùng xốp thôi nhé. Bát vàng. Vâng, đây cửa hàng quay qua một chút để cho quý khách hàng cảm nhận được vẻ đẹp của cặp loa giống yêu của bác. Con chào các bác đi. Con là gì? Vâng, âm thanh Nữ Hạnh xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.